Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024. Bệnh viện Quân y 109 đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm tự hào truyền thống viết tiếp chiến công xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Bệnh viện Quân y 109 là bệnh viện hạng 1 tuyến cuối của quân khu 2, có nhiệm vụ khám chữa bệnh, thu dung điều trị cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 và các đơn vị trên địa bàn, chăm sóc thương binh, bệnh binh, khám chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận. Với chủ đề tự hào truyền thống viết tiếp chiến công xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đợt thi đua cao điểm được thực hiện từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 và tập trung vào thực hiện các nội dung như thi đua làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, y bác sĩ, nhân viên trong toàn bệnh viện đều xây dựng cho mình chương trình hành động nhằm nâng cao y đức, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ. Tôi cùng tập thể đội ngũ cán bộ trong khoa luôn nỗ lực phấn đấu, luôn lấy người bệnh làm trung tâm trong hoạt động, lấy sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu để phấn đấu. Ở mỗi cá nhân đều sau rồi rèn luyện cho bản thân cả về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác chuyên môn, và để cho mỗi cán bộ nhân viên trong khoa luôn sáng về ý đức, sâu về ý lý, giỏi về kỹ thuật và vững về nghiệp. Cùng với đó, để thực hiện tốt mục tiêu đợt thi đua cao điểm, Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện đã có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng bệnh viện vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã tiến hành rất nhiều các cái hoạt động bề nổi, các cái hoạt động thiết thực trong các cái dịp khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, cho các đối tượng có công với cả cách mạng, các đối tượng thương binh, bệnh binh, người nghèo. Và đặc biệt là trong cái thời gian cuối năm thì chúng tôi sẽ tổ chức những cái đoàn công tác lên các vùng sâu, vùng xa để thực hiện các cái chương trình khám cấp thuốc miễn phí cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Đợt cao điểm thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tiếp nối truyền thống quý báu, đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, trưởng thành của Bệnh viện Quân y 109, góp phần tỏa sáng phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân các dân tộc trên địa bàn Tây Bắc.